Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa dự lễ khởi công khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Bình Thuận, 77 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại buổi lễ, Thủ tướng cho rằng với tiềm lực kinh tế hiện nay, khu công nghiệp này khi đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm sáng, góp phần tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh Bình Thuận. Được biết, dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có diện tích hơn 1.000 hectare với mức đầu tư là 2.300 tỷ đồng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ động thổ dự án nhà ở xã hội MR1 thuộc dự án khu dân cư Tân Thuận Tây ở quận 7. Theo đó, dự án này được xây dựng trên khu đất rộng gần 7.000m2 nằm trong tổ hợp rộng hơn 14 hectare. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 712 căn hộ nhà ở xã hội với đầy đủ tiện ích. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 10 năm 2022. Cụ thể, đối với đất ở đô thị thì thửa đất sau khi tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 60m2 và 80m2 với đất ở nông thôn. Đối với đất nông nghiệp ở đô thị thì diện tích tối thiểu tách thửa sau khi tách là 500m2, khu vực nông thôn là 2.000m2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa yêu cầu các địa phương tập trung triển khai các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh này, trong quá trình triển khai các dự án, địa phương sẽ thông tin công khai danh sách những chủ đầu tư, đơn vị thi công chậm triển khai dự án, tỷ lệ giải ngân vốn thấp lên phương tiện thông tin đại chúng để người dân giám sát. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Cư Rút, Đắk Min, Đắk Lăng và thành phố Gia Nghĩa vì chậm trễ trong việc lập và trình để phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh này, việc chậm trễ này đang ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng. Trong khi đang dính hàng loạt sai phạm nghiêm trọng thì ông Đặng Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum lại có đơn xin nghỉ phép giải quyết công việc gia đình. Theo đó, ông Nam xin nghỉ phép từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 26 tháng 9 năm 2022, tương ứng với 19 ngày làm việc. Động thái này của ông Nam được dư luận chú ý vì Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để tiếp tục điều tra các sai phạm về đất đai có liên quan đến ông Nam. Trước đó, ông Đặng Thanh Nam đã ký 5 quyết định giao 5 lô đất tại khu biệt thự ở thị trấn Măng Đen cho các cá nhân không thông qua đấu giá. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phố chợ thị trấn Phú Thứ ở huyện Tây Hòa. Theo đó, dự án này có diện tích hơn 100.000m2 với tổng vốn đầu tư hơn 853 tỷ đồng. Được biết, dự án này sẽ lựa chọn nhà đầu tư bằng hình thức đấu thầu. Hiện nay, dự án Quảng trường biển xã Trung Trạch ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã chậm tiến độ so với dự kiến gần một năm. Việc chủ đầu tư không hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng nên người dân liên tục khiếu nại. Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch làm chủ đầu tư. Liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Xuân Quang và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tổng hợp Thắng Lợi trúng thầu thi công. Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vừa phát hành hồ sơ mời thầu dự án khu phía Nam thuộc khu đô thị số 19, phân khu số 2 thành phố Bắc Giang. Theo đó, dự án này có diện tích hơn 48 ha với chi phí thực hiện gần 7.000 tỷ đồng. Được biết, dự án sẽ phát hồ sơ mời thầu đến 9 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2022. Địa điểm phát hồ sơ mời thầu là Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bắc Giang, số 1 đường Lê Thánh Tông, thành phố Bắc Giang.